Những sao Nam Việt một thời gây thương nhớ xuống dốc ngoại hình. Johnny Chiến Nguyện, Quách Ngọc Ngoan, Đức Tiến hay Huy Khánh từng một thời khiến các thiếu nữ điêu đứng. Tuy nhiên, không ai trong số họ có thể tránh được quy luật của thời gian. Xuất hiện tại một sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh, Johnny Chiến Nguyện mặc sơ mi kẻ sọc trắng xanh, anh ngồi ở hàng ghế giám khảo và khá kiệm lời. Trên mạng xã hội, không ít người bất ngờ với dáng vẻ hiện nay của tài tử 44 tuổi này. Johnny Chiến Nguyện gầy gò, gương mặt nhiều nếp nhăn, ngôi sao võ thuật một thời còn khiến cư dân mạng lo lắng về sức khỏe khi sụt cân hẳn. Nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối hình ảnh phong độ quen thuộc thời xưa của anh. Vẻ đẹp lãng tử ngày ấy của Quách Ngọc Ngoan và hiện tại, chồng cũ Lê Phương không còn chăm chút ngoại hình với những trang phục chỉnh chu. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bình luận về sự khác biệt của Quách Ngọc Ngoan và thời điểm anh tham gia vào cặp đôi hoàn hảo năm 2011. Quách Ngọc Ngoan bụi hơn sau khi không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như trước. Khi đối diện những bình luận chê khen về ngoại hình, Quách Ngọc Ngoan luôn tỏ ra bình thản. Anh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường trên trang cá nhân. Đức Tiến là người mẫu diễn viên được yêu thích trong giai đoạn những năm 2000-2010. Tuy nhiên, khác với những đồng nghiệp cùng thời như Bình Minh, Huy Khánh, Đức Tiến chọn con đường bình lặng hơn sau khi nổi tiếng. Sau những năm ở ẩn, Đức Tiến của hiện tại đã khác xưa. Ở tuổi U40, anh tăng cân hơn, mái tóc lãng tử cũng đã thay đổi. Cụ người mẫu một thời hiện có cuộc sống kính tiếng ở Mỹ. Vẻ ngoài của Đức Tiến trong một dịp gần đây, năm 2010 anh kết hôn với Hoa hậu Áo Dài. Dù đã có vợ nhưng trong những năm sau đó, Đức Tiến vẫn vướng thị phi cưới để che đậy giới tính. Khi nói về tin đồn này, anh khẳng định, vợ tôi là người hiểu chồng mình nhất. Khi yêu nhau, tôi đã dẫn cô ấy gặp gỡ giới nghệ sĩ để cô ấy hiểu hơn về những thị phi trong showbiz. Diễn viên Hoàng Anh ngày ấy bà bây giờ, tài tử hoa nắng từng sở hữu vẻ ngoài thư sinh, giống chuẩn các diễn viên Trung Quốc trong thập niên 1990. Hiện anh tăng cân nên vẻ ngoài có nhiều thay đổi. Tổ ấm hiện tại của Hoàng Anh và Quỳnh Như, họ kết hôn năm 2017. Sau lễ cưới, anh chủ yếu sống ở Mỹ cùng vợ con. Vương Quang Long bên Cẩm Ly thời còn khiến nhiều khán giả yêu nhạc Việt say đắm. Khi bộ đôi có dịp gặp lại vào năm 2015, Cẩm Ly được khen trẻ trung, trong khi Vương Quang Long trông đứng tuổi hơn hẳn. Những đường nét lộ dấu hiệu thời gian trên gương mặt nam ca sĩ nổi tiếng một thời, Vương Quang Long gần đây xuất hiện trong các game show. Vương Quang Long ơn Hoàng Phúc và Nhật Tinh Anh của 1088 ngày ấy, thời gian đã hiện rõ trên gương mặt của ba thành viên. Huy Khánh thời dốc tình, sở hữu vẻ đẹp có chút lãng tử phong trần. Với mái tóc bồng bềnh sóng xoăn, anh thường được Donnie đóng giày những năm chín. Huy Khánh của hôm nay là người đàn ông của gia đình, anh tăng cân hơn và mang tới hình ảnh thân thiện hơn. Cùng với đó, Huy Khánh không còn vẻ điển trai của quá khứ. Trong dàn nghệ sĩ cùng thời, Huy Khánh vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, tham gia các kịch bản phim mới. Tăng 15kg, bà bầu Lan Phương vẫn xinh đẹp ở tháng cuối thai kỳ, không ai theo kịp. Lan Phương đang chào đón em bé đầu lòng với bạn trai người nước ngoài trong những ngày cuối thai kỳ. Thời gian qua, thông tin Lan Phương mang thai với bạn trai Tây cao 2m nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Giống nhiều mẹ bầu khác, nữ diễn viên sinh năm 1983 cũng trải qua những cơn ốm nghén dai dẳng. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm tận tình của chồng sắp cưới, Lan Phương đang có một thai kỳ đáng nhớ với những cảm xúc lần đầu khó quên. Mới đây, những hình ảnh cuối thai kỳ của nữ diễn viên cô gái xấu xí xinh đẹp, trang điểm cách nhẹ nhàng, Lan Phương mang thai ở tháng thứ 8. Gần đây, cô chuyển ra Hà Nội để sống cùng hôn phu người Anh. Bộ ảnh khắc họa khoảnh khắc đời thường của nữ diễn viên khi cô diện váy kẻ sọc kết hợp giày lười dạo phố. Niềm hạnh phúc ngọt ngào của người mẹ Lan Phương và bạn trai nước ngoài chuẩn bị ngày con chào đời. Trái ngược với vẻ mệt mỏi của những mẹ bầu khác, người đẹp thước tha xinh đẹp và giữ được vẻ rạng rỡ. Hiện Lan Phương đang bước vào giai đoạn cuối của thai kỳ. Người đẹp và chồng sắp cưới anh David háo hức chờ đón con đầu lòng từng ngày. Dịp Giáng sinh 2017, khi sang London ra mắt gia đình người yêu, cô được bạn trai cao lớn ngỏ lời cầu hôn. Lan Phương cũng từng chia sẻ về việc đang mang bầu nhưng vẫn đóng phim. Tôi không hề giấu giếm chuyện mang bầu với mọi người. Khi làm việc, tôi cũng cố gắng làm thật tốt để không ảnh hưởng đến ai. Chỉ có điều cuối ngày nào tôi cũng rất mệt vì thấy tôi nhiệt tình và chẳng kêu ca gì nên các thành viên trong đoàn đều chăm sóc tôi rất chu đáo. Sau 3 tháng đầu, tôi hết ngán và khỏe dần. Từ đó, mỗi ngày tôi đều đi quay từ sáng sớm đến đêm. Mọi người trong đoàn đều phục tôi vì điều đó.
Nữ diễn viên Cô Gái Xấu Xí tăng cân gần 15kg so với lúc son rỗi. Không giống các bà bầu khi mang thai thường bị xuống sắc, gương mặt của nữ diễn viên vẫn giữ được nét xinh đẹp như cũ. Hoa hậu Kỳ Duyên bất ngờ mang bầu cùng soái ca V-Big. Sau khi bị chụp lại hình ảnh đến siêu thị mua sách thai sản, Hoa hậu Kỳ Duyên lại gây choáng khi bất ngờ mang bầu sau vợ chồng Harry Trấn Thành và Hoa hậu Chuyển Giới Hương Giang. Manbird, khi đàn ông mang bầu, chính thức công bố cặp đôi tiếp theo tham gia chương trình là Hoa hậu Kỳ Duyên và ca sĩ kim diễn viên Hứa Vĩ Văn. Lần đầu tiên cả hai sẽ kết hợp với nhau, cùng trải qua cảm giác mang bầu và những thử thách khó khăn của chương trình. Nếu như Trấn Thành từng chia sẻ, đến với chương trình sẽ cho khán giả thấy một hình ảnh Trấn Thành là Trấn Thành. Và sẽ là một ông bố như thế nào? Thì Hoa hậu Kỳ Duyên mong muốn. Kỳ Duyên cho biết tại chương trình sẽ xây dựng cho mình một hình tượng bà mẹ trẻ hiện đại. Hơn thế nữa, Duyên mong muốn hình tượng một bà bầu thời trang. Duyên cũng là một người có tính cách khá nghiêm túc, không quá nhây và lầy. Sẽ là một hình ảnh chỉnh chu và trưởng thành so với độ tuổi của mình. Đồng thời, cô cũng mong muốn bạn trai trong chương trình của mình sẽ là một người đàn ông lịch lãm, trưởng thành, đẹp trai, một người cẩn trọng trong tất cả hành động, như vậy sẽ giúp cả hai tiến xa trong chương trình. Và đó không ai khác là ca sĩ kim diễn viên Hứa Vĩ Văn. Riêng Hứa Vĩ Văn, anh cho biết đây là lần đầu tiên nhận lời tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Anh cảm thấy rất hào hứng khi được mang bầu. Gia chương trình, Kỳ Duyên chia sẻ, tuy là bầu giả nhưng tất cả cảm giác và giai đoạn trải qua thì giống các bà mẹ bầu thật. Duyên chắc chắn đây là một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Duyên nhận lời tham gia chương trình là vì tò mò, không biết giai đoạn mang thai và sinh ra đứa con của mình nó sẽ như thế nào. Nhiều khi Duyên hỏi mẹ thì mẹ trả lời mang thai rất khó chịu và khi sinh thì rất đau, nên Duyên cũng chỉ biết như thế. Và khi tham gia chương trình, Duyên sẽ trải qua những cảm giác đó. Nó giúp mình cảm thấy trân trọng cũng như học hỏi, trau dồi những kiến thức về mẹ và bé. Sang Singapore gặp các siêu anh hùng, Bảo Anh gây choáng với bộ trang phục độc, lúc ngồi xuống họ quá bạo. Đặt chân đến Singapore dự sự kiện công chiếu bộ phim bom tấn Avenger, Cuộc Chiến Vô Cực, Bảo Anh gây choáng với vẻ ngoài nóng bỏng. Cách đây ít ngày, Bảo Anh gây nhiều sự chú ý khi trở thành ngôi sao Việt Nam duy nhất được mời tham gia buổi gặp gỡ với dàn diễn viên Avenger tại Singapore nhân sự kiện ra mắt phim bom tấn này. Trước cơ hội lớn, người đẹp đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho những ngày trải nghiệm tại đảo quốc sư tử sắp tới. Trước đó, việc quản lý của Noo Phước Thịnh bất ngờ tiết lộ thông tin nghệ sĩ Việt Nam dự sự kiện ra mắt Avenger sẽ không được trả cát xê và lên thảm đỏ, mà chỉ đến với vai trò một phóng viên lấy tin bình thường, khiến Bảo Anh vô tình vướng nghi án dựa hơi bom tấn quốc tế. Bỏ ngoài tai những lùm xùm dự lễ ra mắt Avenger để dựa hơi dàn sao quốc tế, nữ ca sĩ xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp và cuốn hút. Bảo Anh thiêu đốt mọi ánh nhìn với đầm vét, xẻ ngực sâu và khoe khéo đôi chân dài thon thả. Phong cách quên nội y khiến giọng ca sinh năm 1992 trở nên cực kỳ quyến rũ. Để chuẩn bị chu đáo cho sự kiện, Bảo Anh có buổi trao đổi về lịch trình với đại diện từ hãng phim quốc tế. Nữ ca sĩ nhận nhiều kỳ vọng trong vai trò là cầu nối giữa người hâm mộ Việt Nam và dàn siêu sao quốc tế. Danh hài Thu Trang lộ nhan sắc mới sau nghi án sang hàng thẩm mỹ. Luôn được mệnh danh là Hoa hậu làng hài, nhưng dường như Thu Trang vẫn chưa hài lòng với nhan sắc của mình. Danh hài Thu Trang mới đăng tải một bức ảnh đeo khẩu trang kín mít, khiến nhiều người chú ý. Điều đáng nói là thời gian gần đây, nữ nghệ sĩ rất chăm chỉ che chắn khuôn mặt của mình, làm dấy lên nghi án với phẫu thuật thẩm mỹ. Vừa qua, Thu Trang khoe ảnh chuẩn bị sang xứ sở kim chi. Cô còn cập nhật status ngắn gọn, đẹp là được. Tuy nhiên, theo như những gì Thu Trang chia sẻ, thì cô sẽ chỉ làm da căng bóng mềm mịn như diễn viên Hàn Quốc mà thôi. Liên tục những ngày sau đó, Thu Trang chăm chỉ cập nhật hình ảnh lên Facebook nhưng hoàn toàn giấu mặt. Bản The X Home, người đẹp đăng hình đắp mặt nạ, bắt đầu để lộ những đường nét lạ lẫm hơn. Tới ngày hôm nay, người xem cảm thấy đôi chút bất ngờ khi chứng kiến diện mạo hoàn chỉnh của danh hài. Một số ý kiến cho rằng trông cô trẻ trung hơn nhiều, đôi mắt sượp mí, được thay bởi hai mí rõ rệt, phần trán nhô hơn, cánh mũi thon gọn hơn trước. Thu Trang bắt đầu quá trình nâng cấp nhan sắc tại hàng. Liên tục che mặt kính bưng trong nhiều ngày, lộ mí mắt vẫn còn sưng.
khoe nhan sắc mới dưới lớp mặt nạ. Hình ảnh mới nhất được Hoa hậu Lan Hải đăng tải cho thấy diện mạo khác lạ. So sánh từng đường nét, có thể nhận thấy nhan sắc Thu Trang thay đổi theo chiều hướng tích cực. Bị dân mạng thắc mắc về nghi án giao kéo, Thu Trang đáp, chị chưa đủ đẹp sao em? Một số bình luận khác về tin đồn Thu Trang phẫu thuật thẩm mỹ. Bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ hỏng hết mặt, Lê Khánh nhờ để mặt mộc chụp hình với Lê Phương, so nhan sắc cả hai mà ngã ngửa. Ngày xưa xinh không ai bằng, giờ đổi nhan sắc với bạn thân 10 năm, Ngân Khánh lại như thế này. Là bạn thân lâu năm, từ sau khi về nước, người hâm mộ thường xuyên thấy Ngân Khánh và Lê Phương cặp kè với nhau rất vui vẻ. Cả hai hiện tại đều có cuộc sống riêng hạnh phúc. Từ sau khi về nước, Ngân Khánh thường xuyên đi chơi cùng Lê Phương. Nhan sắc của đôi bạn thân khiến nhiều người phải ghen tị, nhất là Ngân Khánh, khi một thời gian dài cô bị nghi khuôn mặt biến dạng vì phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Lê Phương và Ngân Khánh không ngại để mặt mộc đi ăn đêm. Không cần son phấn, vẫn thấy đôi bạn thân tỏa sáng. Mặt mộc của Ngân Khánh cho thấy cô không bị phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Lê Phương đã là mẹ của con trai 9 tuổi, còn Ngân Khánh vẫn chưa qua sinh nở. Nhưng mỗi người đều có nét đẹp riêng, mặt mộc đáng ghen tị của cả hai. Các fan không ngừng trầm trồ trước nhan sắc của Lê Phương và Ngân Khánh.